Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của số 1 Việt Nam Lại Liên Huynh và vua cờ giang hồ Lưu Tông Trạch của Trung Quốc tại giải cờ tướng ngôi sao quốc tế diễn ra ngày hôm qua 21 tháng 6 2022. Sau khi ba trận đầu tiên hai bên đều hòa, mà bạn xem trận thứ tư, Lại Liên Huynh cầm đỏ đi tiên, Lưu Tông Trạch cầm đen hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thưởng thức. Chuyên Trang chuyên
将军。将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军，chỉ đến đây thì hai bên đồng ý bắt tay nhau hòa 4 ván liên tục bất phân thắng bại. Mời bạn xem ván thứ 5, ván cầu quyết định ai là ngôi sao của giải ngôi sao quốc tế. Trận này thì lại Lý Huynh cầm đen thủ hậu, còn Lưu Tông Trạch cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。 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 将军。
将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Lại Liên Huynh không còn gì để chơi nên đã buông cờ nhận thua, và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông, mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.